sức sống của con lời ngài là ánh sáng đời con lời ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hàng rơi mưa Loude tu Jesus Christos ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Việt ca xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria Kính thưa quý vị và anh chị em trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sáng và an bình trong Chúa. Nhân nhân cha và con và thánh thần. Amen. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023, thứ bảy tuần thứ 26 một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy nhóm 72 trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nghe đến danh thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được thánh thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy cha, vì đó là điều đẹp ý cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết người con là ai trừ Chúa cha, cũng như không ai biết Chúa cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả th quả vậy. Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay đức giêsu nói về ba cái phúc mà các môn đệ theo ngài được hưởng phúc này không quá khó khăn như những phúc trong tám mối phúc thật nó không đòi hỏi chúng ta phải nghèo khó không cần phải khóc lóc không cần phải chịu khốn nạn vì đạo ngay phúc này là mắt được thấy tai được nghe và đặc biệt là tên anh em đã được ghi trên trời Thế nào là phúc vì mắt được thấy và tai được nghe? Các môn đệ đã được Chúa cùng đồng hành trong cuộc sống, được nghe Chúa trực tiếp hướng dẫn, giải thích về Kinh Thánh. Nghe Ngài dạy bảo về tình yêu thương của Thiên Chúa, về nước trời, về ơn cứu độ. Mặc dù qua các dụ ngôn khó hiểu, nhưng các Ngài lại được Chúa Giêsu giải thích một cách riêng như dụ ngôn người gieo giống hôm nay. Ngoài ra, các ngài còn được nghe lời khuyến khích và những chỉ bảo về cách sống cho xứng đáng là người môn đệ và con cái Thiên Chúa. Các ông không chỉ được nghe mà còn được chứng kiến những phép lạ Chúa làm, những hành động của Chúa đi đôi với việc giảng dạy của Chúa, những cử chỉ và hành động tỏ lộ tình thương, sự tha thứ, lòng rộng lượng của Thiên Chúa. Các ông còn thấy những phản ứng của những dân chúng, của những người được chữa khỏi bệnh, của các lãnh đạo xã hội và giáo hội bây giờ đối với Chúa. Chắc chắn các ông đã cảm nhận con người là sông sâu còn có kẻ giò, lòng người tuy cạn, ai đo vơi đầy. Thật vậy, nhìn thấy là một lối nhận biết. Khi chúng ta thực sự nhìn thấy điều gì đó, nó sẽ đi qua tâm trí và tâm hồn chúng ta. Rồi nhìn bằng tâm hồn dường như có chiều sâu hiểu biết, vượt xa khả năng hiểu biết của tâm trí. Biết không chỉ xảy ra với tâm trí mà đôi khi có thể gây hoài nghi. Bởi vậy, khi nhìn, khi nhìn một, phải thấu mười biết được điều đó qua những trải nghiệm sống của chúng ta với Chúa Giêsu cùng mang lại cho chúng ta chiều sâu để nhận biết người bằng cả tâm hồn mình. Kiểu hiểu biết này có thể là cho phép chúng ta thấy trời mở ra và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Các ông không những mắt được thấy, tai được nghe mà còn được sai đi thực hành, thay mặt thầy mình để rao giảng tin mừng. Các ông đã cảm nghiệm được, nghe đến danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nhắc nhở các ông, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Đó là cái phúc thứ ba. Hình ảnh tên anh em đã được ghi trên trời, được sách Khải Huyền đoạn 5 câu 9 và đoạn 20 câu 12 15. Mô tả về viễn tượng cánh chung, tên của những người được đóng ấn và ghi vào sổ trường sinh. Đó là niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu được sự sống đời đời trên thiên đàng tên đã được ghi ở trên trời cũng có nghĩa là đã thuộc vào hàng ngũ con cái Thiên Chúa. Nhờ đó được nghe những điều các tiên tri và vua chúa hàng ao ước được nghe mà không được. Khi thi hành sứ vụ, các ông không tự ti mặc cảm là những người bé nhỏ nghèo hèn, thất học, không có địa vị trong xã hội và giáo hội. Các ông cũng không tự hào mình đặc biệt hơn mọi người như được sống với đức thiên sai con thiên chúa được giáo dục hướng về nước trời nhưng các ông đã khiêm nhường đơn sơ phó thác vào thiên chúa biết cậy dựa vào ơn chúa trong hành trình chu toàn sứ vụ dù phải đối diện với những thử thách khó khăn thậm chí là có thể phải thất bại các ông ra đi với hai bàn tay trắng không có một khí giới nào khác ngoài niềm tin vào quyền năng của Chúa Giêsu. Các ông cảm nhận được mọi sự, mọi hành động đều do quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế, mọi thành công đều từ nơi Chúa. Có Chúa, các ngài có tất cả. Đó là thiên đàng. Các ngài tràn đầy niềm vui. Các ngài đã tới cõi phúc. Đó chính là niềm hạnh phúc đích thực họ vui mừng và nhận ra cái phúc của họ là được thiên chúa yêu thương tuyển chọn nhưng tiếc thay nhiều người đã bỏ hình bắt bóng người ta săn đuổi ảo ảnh của hạnh phúc mà không chịu tìm đến cội nguồn hạnh phúc là chúa trên trời hẳn chúng ta còn nhớ đến thánh agustino thời thanh xuân ngài là con người khao khát hạnh phúc một cách mãnh liệt Ngài 43 ba kiếm tìm hạnh phúc trong văn chương và triết lý, trong dục vọng và lạc thú trần gian. Nhưng Ngài đã thất vọng ê chề và cảm thấy tâm hồn chất đầy sầu đau khắc khoải. Mãi đến năm 30 tuổi, Thánh Agustino mới cảm thấy tất cả những gì anh đạt được chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc. Chẳng khác chi bóng trăng in, in hình đáy nước và chỉ có thiên chúa mới là hạnh phúc thật. Bây giờ với tâm hồn tràn đầy hoan lạc, ngài thưa với Chúa, lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho ngài, nên hồn con thổn thức không nguôi cho đến khi được an nghỉ trong ngài. Chúa muốn các môn đệ và cả chúng ta nữa cảm nhận một cách tích cực hơn. Phúc làm môn đệ, làm con cái đích thực của Thiên Chúa là được nghe, được thấy và tên được ghi trên trời. Chúa muốn các môn đệ và cả chúng ta nữa hãy cảm nhận một cách tích cực hơn. Phúc làm môn đệ làm con cái đích thực của Thiên Chúa là được nghe, được thấy và tên được ghi trên trời chứ không phải quyền lực trên ác thần. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con được chúa ban cho có tai để nghe có mắt để thấy nhưng lại không nhận ra được đây là cái phúc của chúng con nhiều khi chúng con đã không ý thức là tên của chúng con đã được ghi trên trời bằng chính cái chết đau thương của chúa bởi vậy chúng con nhiều khi đã săn đuổi ảo ảnh của hạnh phúc mà không chịu tìm đến cội nguồn hạnh phúc là chúa trên trời là nguồn mạch của hoan lạc và an bình xin giúp chúng con luôn ý thức được thân phận và bổn phận làm môn đệ và con cái Chúa. Luôn biết quy hướng về Chúa là niềm vui và hạnh phúc đích thực và biết chia sẻ với mọi người chung quanh. Amen. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen. chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới lòng chúa Jesu Christos ngợi khen chúa Jesu kitô